Thủ môn đội tuyển Pháp mặc áo vàng ở trận chung kết, Argentina gặp may mắn. Ở World Cup 2022, những thủ môn mặc áo vàng được xem là màu không may mắn với các thủ môn. Một loạt đội bóng đã phải về nước sớm khi thủ môn của họ mặc áo vàng, bao gồm Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan và Nhật Bản. Do đó, Hugo Lloris sẽ mặc trang phục màu vàng ở trận chung kết được coi là không may cho tuyển Pháp. Trong khi đó, thủ thành Emiliano Martinez sẽ mặc áo xanh lá. Đây là màu được xem là may mắn dành cho phần lớn các đội ở World Cup năm nay. Về trang phục, tuyển Argentina mặc áo sọc truyền thống màu xanh nhạt trắng ở chung kết World Cup 2022. Trong quá khứ, Argentina có 2 lần vô địch vào các năm 1978 và 1986, thì họ đều mặc áo sọc truyền thống xanh nhạt trắng ở trận chung kết.